ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này. Bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xuân mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này, nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ, mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây, thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C, kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dài và dày của mái tóc bạc. 150ml nước dừa tươi, tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường. 1 thìa canh mật ong. Máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu. Khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy. Lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép khế nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khế rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng: bước 1. Làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2-3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa, hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Kinh nghiệm chữa tóc rụng bằng cây xả. Em thấy có nhiều mẹ than thở bị gầu, rồi rụng tóc sau sinh quá. Sẵn có tí kinh nghiệm lận lưng, em chia sẻ công thức cách chữa rụng tóc bằng cây xả nhé. Công thức đơn giản chỉ gồm 50ml dầu ô liu mua ở siêu thị, lọ extra vingin là dùng được cho da và tóc. Một cây xả ngắn mua ở chợ, siêu thị. Vỏ bưởi, hạt vỏ cam chanh cắt nhỏ, chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, không lấy vỏ trắng các mẹ nhé. Bưởi ở quê họ hàng biếu nên yên tâm. Còn mẹ nào sợ phun thuốc thì có thể mua bột vỏ cam chanh ở các shop nguyên liệu mỹ phẩm. Cách làm cũng rất dễ. Các mẹ chỉ cần bắt chảo nhỏ nhấc lên, cho dầu ô liu vào đun, cắt xả thành những lát nhỏ cho vào dầu, đảo đều. Mẹ nào muốn tóc nhanh dài thì cho thêm vỏ bưởi cắt nhỏ, còn không thì thôi ạ. Đun tầm 10 phút thôi là được. Đợi dầu nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ dùng dần ạ. Bảo quản: dùng được vài tháng các mẹ ạ. Vì không có nước nên không cần bảo quản gì lít cứ cả, để nhiệt độ phòng là được, chẳng cần cho vào tủ lạnh luôn vì nó là dầu mà.
hết rửa hết dầu bằng cây xả. Mỗi lần các mẹ cho vài giọt dầu ra tay, xoa xoa, làm ấm rồi massage khắp da đầu, có thể ủ lại càng tốt ạ. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì gội và xả bình thường. Các mẹ đừng lo gội, sẽ lấy đi lớp dưỡng chất đó. Thời gian 20 phút là đủ để dầu thấm vào gốc tóc rồi ạ. Nếu không gội có thể làm da đầu bị nhờn, tóc bết khó chịu. Tác dụng của cây xả. Xả có tác dụng diệt khuẩn, trị gầu, giảm ngứa rất tốt. Dầu ô liu có tác dụng nuôi dưỡng gốc tóc nên tóc sẽ mọc khỏe, dày. Vỏ bưởi thì quá nổi tiếng về công dụng kích thích mọc tóc rồi nên em không nói thêm nữa. Công thức thì có thế thôi nhưng rất hiệu quả các mẹ nhé. Em đã làm thử và vẫn đang duy trì ạ. Tóc chẳng những hết hẳn gầu, hết rụng tóc mà trộm vía, tóc mọc dài hơn trước nữa. Mẹ nào áp dụng thì fanpage hiệu quả cho em với nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách trị rụng tóc bằng hành tây hiệu quả cực nhanh. Cách trị rụng tóc bằng hành tây hiệu quả cực nhanh bằng tinh dầu hành tây. Chà trực tiếp hành tây hoặc kết hợp với mật ong, rượu, chữa tận gốc bệnh rụng tóc ở phụ nữ sau khi sinh, giúp mái tóc đẹp bồng bềnh. Cách trị rụng tóc bằng dầu ô liu. Rụng tóc sau sinh là gì? Rụng tóc sau sinh là hiện tượng xảy ra với cả những bà mẹ đang cho con bú và không cho con bú. Lượng tóc rụng ở mỗi bà mẹ là khác nhau. Thường thì rụng nhiều ở tháng đầu và giảm dần sau 1 đến 3 tháng. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ có thể bị rụng tóc kéo dài lâu hơn nếu không biết cách chăm sóc tóc. Rụng tóc ở những bà mẹ sau sinh thường rụng ở đỉnh đầu. Tóc mỏng dần đi và rụng nhiều khi bạn chải dầu ướt. Da đầu thường yếu và nhờn hơn sau khi sinh con. Lượng tóc rụng có thể tới 20 đến 30% tóc. Thông thường, rụng tóc sau sinh sẽ kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ tóc rụng kéo dài và không có dấu hiệu ngừng rụng đã ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ cũng như tâm lý của các bà mẹ. Vì sao các mẹ hay bị rụng tóc sau khi sinh em bé? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng tóc sau sinh. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi nội tiết. Phụ nữ sau sinh thường bị giảm estrogen quá thấp. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng tóc phát triển chậm và rụng nhiều. Do rối loạn tâm lý. Người phụ nữ khi mang thai và sau sinh thường rất lo lắng. Lo lắng cho cuộc sống, cho gia đình, con cái. Và thường bị stress mạnh kéo dài, trầm cảm khiến quá trình trao đổi chất bị rối loạn. Máu lưu thông kém nên tóc không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, tóc sẽ yếu dần và rụng. Do thiếu hụt chất dinh dưỡng. Khi mang thai, các dưỡng chất được dành để cung cấp cho thai nhi. Sau khi sinh con, lại tiếp tục tập trung dưỡng chất cho bầu sữa nên dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng. Khiến tóc không nhận được đầy đủ dưỡng chất từ máu nên tóc dễ hư tổn và nhanh rụng. Mức độ rụng tóc sau sinh ở mỗi phụ nữ là khác nhau, phụ thuộc vào lượng hormone nữ trong cơ thể tăng hay giảm. Nếu lượng hormone tăng thì tóc ít rụng hơn. Ngược lại, hormone ít, tóc rụng nhiều hơn. Tình trạng này sẽ trở lại bình thường khi hormone này ổn định. 6 công thức chữa rụng tóc từ hành tây. Hành tây chính là một loại thực phẩm mà bất cứ bà nội trợ nào cũng biết. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng ngoài việc là một loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể, hành tây còn có tác dụng chữa rụng tóc rất hiệu quả nhờ hàm lượng lớn lưu huỳnh có trong nó. Chính vì điều này nên có rất nhiều bài thuốc chữa rụng tóc từ hành tây mà bạn cần phải lưu giữ cho mình nếu muốn được sở hữu mái tóc đẹp. Dưới đây chính là những cách trị rụng tóc hiệu quả mà hành tây mang đến. Hãy cùng tham khảo và áp dụng nhé các bạn. Vì sao hành tây trị rụng tóc? Tùy thuộc vào lượng lưu huỳnh trong cơ thể mà da, tóc và móng sẽ khỏe hay yếu. Ví dụ, khi tóc được cấp đủ lượng lưu huỳnh thì chúng sẽ bóng khỏe và phát triển tốt hơn. Khi da khô, móng yếu và tóc dễ gãy rụng
là lúc cơ thể không có đủ lượng lưu huỳnh cần thiết. Hoặc những dấu hiệu khác như bạn thường cảm thấy mệt mỏi hơn trước, đau đầu, dị ứng. Nếu bạn không duy trì một chế độ ăn phù hợp thì cơ thể bạn không thể hấp thụ đủ lượng lưu huỳnh cần thiết. 1. Chữa rụng tóc bằng sát hành tây trực tiếp lên da đầu. Nếu bạn bị rụng tóc nhiều trong thời gian gần đây, cách dễ dàng và đơn giản nhất để tóc khỏe và mọc trở lại đó là sử dụng hành tây đắp lên da đầu. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2002 trên tờ Dermatology Journal đã cho thấy rằng tác động của hành tây ngăn chặn tóc rụng rất tốt. 73% những người đã thử phương pháp tóc rụng của họ đã mọc trở lại và bóng khỏe hơn. Hoặc bạn có thể sử dụng 2 cốc rưỡi hành tây và đun sôi, sau đó để nguội trong vòng 50 phút. Sau đó sử dụng dịch này dội lên tóc trước, rồi gội đầu lại bằng dầu và nước như bình thường, rồi lau khô tóc nhẹ nhàng với khăn bông. 2. Hành tây và rượu. Thái hành tây thành từng khúc và băm nhỏ, bỏ thêm một chút rượu rum và để như vậy trong vòng 24 giờ. Sau đó lọc lấy nước từ hỗn hợp trên để sử dụng xoa bóp trên da đầu. 3. Hành tây và lá cây tầm gai trị rụng tóc. Chọn nửa cốc hành tây băm nhỏ với nửa cốc lá cây tầm gai phơi khô, thêm vào một chút vodka. Chọn hỗn hợp này để vài ngày, ép lấy nước và cũng sử dụng massage trên da đầu. 4. Hành tây và thìa mật ong nguyên chất. Chọn 1/4 cốc nước ép hành tây với 1 thìa mật ong nguyên chất. Sử dụng hỗn hợp này thoa lên da đầu hàng ngày. Thái hành tây thành từng khoanh và băm nhỏ, rồi thêm một chút rượu vào để như vậy trong vòng 24 giờ. 5. Nước ép hành tây. Chọn một củ hành tây để ép lấy nước nguyên chất, sau đó bôi lên da đầu và để trong khoảng 15 phút, rồi rửa sạch với dầu gội nhẹ hoặc sử dụng 2 cốc rưỡi hành tây và đun sôi, sau đó để nguội trong vòng 50 phút. Sau đó dùng dịch này dội lên tóc trước rồi gội đầu lại bằng dầu gội và nước như bình thường. 6. Cách trị rụng tóc bằng tinh dầu hành. Cắt nhỏ một củ hành tây, ngâm vào trong chai dầu ô liu khoảng 3 tuần. Sau đó lọc bỏ bã, bạn sẽ có sản phẩm tinh dầu hành rất an toàn. Chọn hỗn hợp 30g dầu ô liu và hành, 30g tinh dầu hoa hồng, 30g sáp ong. Đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng cho tới khi sáp ong tan chảy. Bắt ra và trộn thêm 2 muỗng cà phê gel lô hội. Cuối cùng, trộn thêm 4 viên nang vitamin E, khuấy đều và để trong một lọ rộng miệng để dùng dần. Hoặc muốn tiết kiệm thời gian và đơn giản hơn thì bạn chỉ ép dầu hành tây lấy nước có cho vào tủ lạnh rồi bôi lên da mỗi ngày. Công dụng làm đẹp từ hành tây. Những nghiên cứu gần đây cho thấy các thành phần có trong hành tây có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh. Không chỉ vậy, hành tây có thể khắc phục gầu, nấm và những vấn đề khác của mái tóc. Đồng thời, hành tây cũng giúp làm đẹp da, trị mụn hiệu quả. Trị gầu. Nước ép hành tây có thành phần lưu huỳnh, một chất thường xuất hiện trong các loại sản phẩm hoặc trị gầu. Do đó, thay vì dùng các sản phẩm đắt tiền, bạn có thể dùng nước ép hành tây massage da đầu từ 15 đến 20 phút, xả sạch với nước ấm rồi gội đầu bình thường. Trị mụn. Đối với những nốt mụn xuất hiện khi kỳ nguyệt sang đến gần, thì nước ép hành tây là một loại thuốc bôi giúp làm cho mụn xẹp đi nhanh chóng. Thành phần lưu huỳnh trong hành tây không chỉ giúp kháng khuẩn hiệu quả mà còn ngăn ngừa nốt mụn bị viêm nhiễm. Các chuyên gia khuyên dùng nước ép hành tây pha với nước chanh theo tỷ lệ 1:1 và chấm lên các nốt mụn sưng đỏ sau khi rửa mặt sạch để làm xẹp nốt mụn nhanh chóng. Trị tóc gãy rụng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy các thành phần có trong hành tây có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh. Không chỉ vậy, hành tây có thể khắc phục gầu, nấm và nhiều vấn đề khác của mái tóc. Hành tây cũng là loại mỹ phẩm xanh hiệu quả để ngăn ngừa tóc rụng hiệu quả. Vì đặc tính kháng khuẩn có trong hành tây cũng giúp điều trị bệnh nhiễm vùng da đầu và tóc da nấm. Hơn nữa, hành tây có chứa hàm lượng lưu huỳnh phong phú và đó là loại dưỡng chất tuyệt vời dành cho tóc mỏng. Thường xuyên bôi nước ép lên da đầu và tóc, mái tóc mỏng sẽ trở nên dài hơn. Hành tây cũng có khả năng
giúp ngăn ngừa mái tóc bị xỉn màu. Bạn có thể ăn hành tây hay bôi trực tiếp nước ép hành tây lên tóc. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc bằng nha đam, giúp tóc chắc khỏe ngay tại nhà. Rụng tóc thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại gây tâm lý thiếu tự tin, ngại giao tiếp của người bệnh với bề ngoài. Tuy nhiên, ít ai biết được bí quyết trị rụng tóc bằng nha đam, chỉ cần kiên trì. Kết quả mang lại khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách trị rụng tóc bằng nha đam. Tác dụng trị rụng tóc của nha đam. Theo truyền thuyết Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao. Hầu hết các loại vitamin đều có trừ vitamin D. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A, D, carotin, C và E đều cao. Một hàm lượng nhỏ vitamin B1, B2, B3, B12. Các vitamin có tác dụng thúc đẩy các nang tóc phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Axit salicylic có trong lá nha đam là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm căng tóc, trị gầu hiệu quả. Chính vì vậy, nha đam không chỉ được dùng để trị rụng tóc mà còn giúp tóc mềm mượt khỏe mạnh, đồng thời ứng dụng làm đẹp da hiệu quả. Bí kíp trị rụng tóc bằng nha đam. Trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong. Nha đam kết hợp với mật ong là cách trị rụng tóc được nhiều người áp dụng bởi tác dụng kép, ngăn rụng tóc và trị tóc sơ rối, gãy rụng. Cách trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong được thực hiện như sau. Dùng dao tách đôi lá nha đam để lấy thịt nha đam, sau đó ép lấy nước cốt nha đam. Trộn đều nước nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp nước ép nha đam và mật ong thoa đều lên da đầu và cả tóc. Massage da đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Dùng gel nha đam trị rụng tóc. Các nhà khoa học cho biết, gel nha đam tươi khi chà lên da đầu có tác dụng kích thích về mặt sinh học, giúp tóc mới màu phát triển. Do đó, nhiều người đã dùng gel nha đam nguyên chất để chữa rụng tóc tại nhà. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong, bôi lên vùng da đầu bị hói. Để một lúc cho khô rồi gội sạch. Bạn sử dụng thường xuyên từ 2-3 lần trên một tuần. Trong một thời gian sẽ cảm nhận được kết quả, bởi nó không chỉ giúp những vùng bị hói nhanh chóng mọc tóc lại mà còn giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn. Trị rụng tóc bằng nha đam và chanh. Chanh kết hợp với nha đam không chỉ trị rụng tóc hiệu quả mà còn có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa gầu. Axit tự nhiên trong nước cốt chanh giúp diệt khuẩn kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh về da. Cách thực hiện như sau. Tách bỏ lớp vỏ xanh rồi xay nhuyễn thịt nha đam và lọc lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt nha đam với nước cốt của một quả chanh tươi. Sau khi gội đầu và làm khô tóc khi tóc còn độ ẩm, bạn hãy dùng hỗn hợp nước nha đam và nước cốt chanh thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào nang tóc. Sau khoảng 15 phút thì gội lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Trị rụng tóc bằng nha đam và dầu dừa. Nha đam và dầu dừa đều là hai nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn và sử dụng. Nha đam và dầu dừa cung cấp các dưỡng chất cho tóc, giúp tóc mọc trở lại nhanh chóng khỏe mạnh. Cung cấp độ ẩm cho tóc, giúp tóc không còn khô và sơ. Dùng gel nha đam trộn với một lượng dầu dừa vừa đủ. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa massage tóc và da đầu. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước ấm
để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần, tình trạng rụng tóc sẽ được giảm bớt đáng kể đấy. Trên đây là phương pháp tự nhiên giới thiệu tới bạn với hiệu quả một thời gian nhất định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc dân gian chữa tóc bạc sớm hiệu quả bất ngờ. Có nhiều nguyên nhân khiến tóc bạc sớm do yếu tố di truyền, dinh dưỡng hoặc stress, căng thẳng gây ra. Một vài bài thuốc dân gian dưới đây rất hiệu quả, có thể bạn chưa biết. Nguyên nhân khiến tóc bạc sớm. Tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc bạc sớm giúp bạn có phương pháp chăm sóc tóc phù hợp, hiệu quả hơn. Do yếu tố di truyền thì chỉ có thể hạn chế hoặc nhờ sự can thiệp của thuốc nhuộm tóc. Do yếu tố dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung vào thực đơn gạo lứt, giá đỗ và rau xanh. Nếu do căng thẳng, stress thì cách duy nhất là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, yêu đời lạc quan. Ngoài ra, cần chú ý chế độ ăn uống tốt cho mái tóc. Một số bài thuốc dân gian hữu hiệu trị tóc bạc sớm. Bài thuốc 1. Táo tàu, vừng đen. Vừng đen hấp kích thỉ 9 lần, sau đó tán thành bột. Táo tàu bỏ hạt, giã nát. Mỗi ngày ăn 1-2 thìa cà phê. Bạn ăn trong vòng 6 tháng, trong 2 bữa sáng và chiều. Với bài thuốc này sẽ giúp mái tóc bạc dần chuyển sang đen. Lưu ý cần kiên trì thực hiện mới đạt kết quả như mong muốn. Bài thuốc 2. Vừng đen, hà thủ ô. Nguyên liệu chuẩn bị: hà thủ ô 300g, vừng đen 300g, đường trắng với một lượng vừa đủ. Đầu tiên, cho vừng vào rang chín thơm, sấy hà thủ ô, tất cả đem tán thành bột, sau đó trộn đều với đường trắng với một lượng vừa phải. Tương tự ăn hỗn hợp ngày 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 thìa cà phê hòa với nước sôi uống. Dần dần những sợi tóc bạc sẽ chuyển đen, đồng thời sẽ hạn chế tối đa các sợi tóc bạc mọc sau đó. Bài thuốc 3. Trị tóc bạc từ lá cây ngô đồng. Nếu thấy khó khăn trong việc tìm kiếm các nguyên liệu trong các bài thuốc ở trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá cây ngô đồng trị tóc bạc hiệu quả. Đầu tiên, rửa sạch lá ngô đồng. Tốt nhất, bạn nên chọn lá tươi, còn xanh, không dập nát. Sau đó giã nát, cho vào vải xô để lấy nước lọc bôi lên tóc. Ngày thực hiện từ 1 đến 2 lần, thực hiện trong vòng 1 tuần, có thể cho hiệu quả ngay. Bài thuốc 4. Trị tóc bạc với tỏi, gừng tươi. Đầu tiên, giã nát tỏi và gừng. Rất đơn giản, chỉ cần bạn bôi hỗn hợp này trước khi đi ngủ, quấn khăn cẩn thận. Sáng dậy gội sạch với nước ấm, một tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần, thực hiện liên tục trong vòng 4 tháng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức
suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loài thực vật
được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gài cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí, nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc trong một tuần với tỏi. Trong tỏi có nhiều vitamin và chất chống oxy hóa nên giúp làm đẹp da, giảm rụng tóc nhanh chóng. Nguyên nhân rụng tóc. Rụng tóc ở nữ giới thường xảy ra vào mùa đông. Vào mùa này, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là rất ít, do cơ thể không tổng hợp đủ vitamin D nên mùa đông được xem là nguyên nhân gây rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Rụng tóc ở nam giới thường xảy ra vào mùa hè, do phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên da đầu đổ quá nhiều mồ hôi. Nó gây ra viêm tuyến nhờn, làm xuất hiện các đốm trên da đầu, dẫn tới ngứa, trầy da và rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nước mưa pha trộn với nhiều chất gây ô nhiễm khác có thể gây hại cho tóc. Trường hợp bị nám tóc sẽ dễ bị rụng tóc bất kể vào mùa hè hay mùa đông. Chữa rụng tóc với tỏi. Trong tỏi chứa các vitamin B1, B2 và vitamin E, vitamin B1. Các vitamin B2 có trong tỏi khác với loại vitamin B2 về hóa chất thông thường. Nó có chứa các axit hoàng tố đơn hạt và hoàng tố nhị hạt, là chất men chuyển hóa các chất protein cần thiết. Sự chuyển đổi này có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của làn da, giữ cho da đẹp hơn. Vitamin E có trong tỏi có công dụng tăng thêm sức đàn hồi của huyết quản, chống lại bệnh hỏa huyết, giải độc, làm ức chế sinh hắc tố và làm lắng động các sắc tố khác thường. Tỏi có thể dùng để phòng ngừa da lão hóa hay da đồi mồi. Tỏi có tác dụng làm cho da mềm hơn, chống nắng, tẩy vết đốm, công dụng làm trắng da, chống bạc tóc, chống rụng tóc, trị mụn cực kỳ hiệu quả. Cách 1. Rụng tóc từng đám hay từng mảng đầu thì dùng tỏi bóc sạch vỏ, nghiền nhuyễn được một chất dịch như cháo. Đắp chất lỏng này lên chỗ tóc rụng, để 2 giờ, sau đó gội đầu thật sạch bằng xà phòng tắm hoặc nước gội đầu. Mỗi ngày làm một lần, liên tục trong 7 ngày đến 10 ngày, nghỉ 10 ngày lại làm tiếp được 2. Cách 2. Giả tỏi lấy nước bôi lên da đầu, massage nhẹ cho da đầu để máu có thể lưu thông, cung cấp dưỡng chất cho tóc một cách tốt nhất. Có thể bên cạnh đó, tinh dầu tỏi cũng được thấm sâu vào da đầu và chân tóc, giúp giảm tình trạng rụng tóc. Tích cực sử dụng biện pháp này trong vòng 2-3 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả của nó. Hoặc bạn có thể làm theo cách sau: một thìa tinh dầu vitamin A hoặc E, một thìa mật ong, một thìa tinh dầu thầu dầu, 1-2 nhánh tỏi, một lòng đỏ trứng gà và 2 thìa tinh dầu ô liu. Bạn trộn tất cả những thứ trên với nhau, tạo thành hỗn hợp. Sau đó bạn bôi hỗn hợp này lên tóc từ chân tóc đến ngọn và dùng khăn quấn và ủ tóc trong vòng 30 phút. Sau đó gội sạch lại với nước. Với cách này, bạn thực hiện thường xuyên và đều đặn, bạn sẽ ngăn ngừa được chứng rụng tóc một cách hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, đừng mua thuốc Tây. Không cần tới bác sĩ mà hãy dùng quả khế là khỏi. Quả khế, thần dược cho sức khỏe mà ít ai biết để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh.
quả khế chứa một tác nhân kháng khuẩn, có thể chiến đấu với các loại khuẩn như Microbia, Bacillus coriacus, E. coli, Salmonella typhus. Mỗi quả khế trung bình chỉ chứa khoảng 30 calo, nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid. Do đó, khế là một loại quả lý tưởng cho những ai muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, lại có làn da đẹp mịn màng trẻ trung, tránh táo bón. Lợi ích từ khế. Chất xơ tự nhiên. Khi ăn khế, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện nhờ thành phần chất xơ tự nhiên có trong loại quả này, giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong khế cũng giúp duy trì trọng lượng lý tưởng, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol từ thức ăn ở ruột, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Vì chất xơ có lợi bảo vệ màng nhầy trong ruột già và quét đi các chất độc hại. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch. Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món canh chua. Chứa các chất betaine. Nhờ có thành phần betaine trong quả khế mà khi chúng ta ăn thường xuyên có thể hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể. Đặc biệt ở phụ nữ có thai, betaine còn có tác dụng ngăn ngừa viêm gan. Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ngoài ra và giúp tổng hợp collagen. Đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô. Khế có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên, có lợi cho cơ thể, làm tăng miễn dịch của cơ thể trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các chất chống oxy hóa cũng có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư, cũng như loại bỏ một loạt các chất độc có hại cho cơ thể, đồng thời giúp hấp thu chất sắt, hỗ trợ sự phát triển của xương, răng, tóc, móng tay và chăm sóc da, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khế còn chứa các vitamin A, B5, giúp quá trình trao đổi chất hoạt động trơn tru và suôn sẻ hơn. Ngoài ra, khế còn là nguồn vitamin B9, acid folic, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, làm giảm lượng cholesterol. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn,
Còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.